Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Philippines thì đã thất bại, có thể nói rằng khá đáng tiếc trước đội tuyển Việt Nam. Bởi dẫu sao ở trong trận đấu vừa qua thì họ cũng đã để lại khá nhiều ấn tượng. Và nếu như may mắn hơn thì đội tuyển Philippines hoàn toàn có thể nghĩ đến một trận hòa trước đội tuyển Việt Nam. Trước khi trận đấu này diễn ra thì huấn luyện viên Tom Sanchez của đội tuyển Philippines đã tỏ ra khá tự tin. Mặc dù ông còn nói rằng đội tuyển Việt Nam là một bóng mạnh, rất khó để có được một chiến thắng, nhưng ông cùng toàn đội của ông ấy với những cầu thủ học trò đến sân Mỹ Đình không chỉ là hướng đến một trận hòa mà hướng đến là 3 điểm. Tất nhiên với phát biểu này thì tôi tin rằng nó cũng hết sức bình thường thôi, bởi với bất cứ một huấn luyện viên nào thì họ cũng đều phát biểu như vậy cả. Chẳng có ai nói rằng là đến sân vận động của đội bạn hay đến thi đấu một trận đấu nào mà lại nhận một thất bại cả, đúng không ạ? Họ đều mong muốn hướng đến một chiến thắng, hướng đến một kết quả khả quan thì cũng là điều tất nhiên thôi. Cho nên một số những bài bình luận nói rằng là ông ta nổ thế nọ thế kia thì tôi nghĩ rằng cũng không đúng đâu. Và kính thưa quý vị, sau khi mà vừa qua trận đấu kết thúc thì ông thuyền trưởng của đội tuyển Philippines Tom Sanchez đã có những phát biểu khá là thú vị như thế này. Tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Nếu chúng tôi chiến thắng trước Indonesia và Việt Nam thắng Iraq thì Việt Nam sẽ là đi tiếp. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Indonesia họ là bóng mạnh và tất nhiên là họ cũng sẽ muốn thắng. Trận đấu sắp tới đối với chúng tôi sẽ là vô cùng khó khăn. Đó là những lời đầu tiên mà huấn luyện viên Tom Sanchez có chia sẻ. Và kính thưa quý vị, với những phát biểu như thế này thì đó là phát biểu thực sự rất tuyệt vời. Tôi cũng không hiểu cái lý do vì sao mà thuyền trưởng của đội tuyển Philippines là có những lời phát biểu rất là bất ngờ như thế này. Rõ ràng là với thuyền trưởng của đội tuyển Philippines với những phát biểu như thế này thì ông ta đang hướng đến trực tiếp đến đội tuyển Indonesia. Mà chúng ta biết rồi, một đội bóng như là Philippines thì cũng chỉ là khu vực tại Đông Nam Á thôi. Vậy thì tại sao họ lại có một cái phát biểu như thế này? Thì rõ ràng là cái tình cảm mà các huấn luyện viên rồi các đối thủ dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta có lẽ rằng vẫn là tốt hơn khi mà so sánh với cả đội tuyển Indonesia, đúng không ạ? Không có lý do gì mà một huấn luyện viên trưởng lại tuyên bố rằng là sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam để có cơ hội để mà sẽ chiến thắng trước người Indonesia, để chỉ cần là các cổ động viên của Việt Nam chúng ta cổ vũ cho đội tuyển Philippines thôi. Thì đây là một trong những điều mà sẽ khiến cho các cổ động viên rồi là đội bóng Indonesia họ sẽ phải vô cùng đau đầu. Nhắc về đội tuyển Philippines một chút thì đây là đội bóng thì quả thực là họ cũng đã chưa thực sự chơi tốt tại bảng F thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 này. Qua 5 trận đấu vừa qua thì đội tuyển Philippines cũng chỉ có được một điểm duy nhất thôi, và đó là trận hòa trước đội tuyển Indonesia. Thì vừa qua chúng ta thấy được rằng rõ ràng với cái vấn đề mặt tâm lý đã khá là ổn sau một trận thua đáng tiếc trước đội tuyển Việt Nam, và chính đội tuyển Philippines thì cũng đã có một trận hòa trước chính đội tuyển Indonesia. Vì vậy mà trong lượt đấu cuối cùng thì hoàn toàn mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Hiện nay tinh thần và thái độ của đội tuyển Philippines hiện nay đã tiến bộ rất nhiều sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam, tôi tin chắc là như vậy. Thế nên trận đấu cuối cùng chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng rằng là đội tuyển Philippines có thể tạo ra những sự bất ngờ trước đội tuyển Indonesia để giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có được cái cơ hội để mà đi tiếp. Nói về trận đấu vừa qua thì thuyền trưởng của tuyển Philippines ông Tom Sanchez có nói như thế này: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến đội tuyển Việt Nam và không khí người hâm mộ Việt Nam mang đến ngày hôm nay. Tôi ở đây không phải để đánh giá đội tuyển Việt Nam mà để làm việc với đội tuyển Philippines. Trận đấu này thì đội tuyển của tôi đã có khá nhiều những pha tấn công nguy hiểm. Nếu là kết quả hòa thì tôi nghĩ rằng là sẽ là tốt hơn. Tôi tiếc về kết quả này. Dù vậy thì tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Các cầu thủ cần phải học hỏi và rút ra nhiều kinh nghiệm sau trận thua ngày hôm nay. Trận đấu tại AFF Cup vẫn còn thời gian dài. Tôi chưa nghĩ tới. Và điều tôi làm bây giờ sẽ là tập trung cho trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên rất mạnh tại Đông Nam Á. Thế nhưng Philippines sẽ có thêm những trận đấu giao hữu nữa để chuẩn bị cho giải đấu này." Đó là những gì mà thuyền trưởng của đội tuyển Philippines có chia sẻ. Những cái chia sẻ tôi nghĩ rằng rất tuyệt vời. Một vị huấn luyện viên rất khiêm tốn và có thể nói rằng cũng đã giúp cho bóng đá của Philippines đã có những sự thay đổi rất là đáng kể, đúng không ạ? Nếu như nhìn trận đấu vừa qua chúng ta thấy được rằng là chiến thắng của đội tuyển Việt Nam không hề dễ dàng một chút nào cả. Chúc cho đội tuyển Philippines sẽ có một kết quả tốt nhất trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Indonesia nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ cầm chân được Indo và hy vọng rằng Việt Nam với những lời chúc mừng đến từ thuyền trưởng của Philippines thì chúng ta sẽ có được một chiến thắng trước người Iraq. Và kính thưa quý vị, sau khi mà trận đấu vừa qua kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Việt Nam thì truyền thông của khắp Đông Nam Á đã nói rất nhiều về trận đấu này. Chúng tôi thì cũng đặc biệt quan tâm đến các tờ báo truyền thông của Indo cũng như là Thái Lan. Sau màn ngược dòng thắng ngược với tỷ số 3-2 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Philippines
thì truyền thông và cổ động viên của Indonesia cũng đã có thêm những bài viết và thậm chí họ cho rằng là bàn thắng thứ 3 của Phạm Tuấn Hải đã rơi vào thế việt vị. Trong khi đó thì một số các tờ báo của Thái Lan lại có bình luận rất khác. Một số những tờ báo của Indonesia và đặc biệt các cổ động viên của họ đã để một số những bình luận ở phía dưới như thế này. Quá xấu hổ, bàn thắng rõ ràng là việt vị rồi. Hóa ra Việt Nam có cầu thủ thứ 12 ở trên sân. Việt Nam đã quá may mắn với hai bàn thắng việt vị. Philippines đã có trận đấu tốt hơn so với đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ rằng trận đấu này cần phải hủy bỏ. Đó là những gì mà các cổ động viên của Indonesia có tỏ ra cay cú khi mà nói về đội tuyển Việt Nam đã có được một chiến thắng rất ấn tượng và nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước người Philippines. Rất nhiều bình luận đấy quý vị bạn ạ. Họ đương nhiên thì có cảm thấy cay cú thì cũng đúng thôi, bởi vừa qua thì đội tuyển Indonesia đã thất bại cay đắng với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Iraq trong một trận đấu mà họ bị thổi một quả penalty, rồi sau đó nữa thì nhận cả thêm những chiếc thẻ đỏ nữa. Thì việc đội tuyển Việt Nam có được một chiến thắng nó vô cùng cảm xúc và nghẹt thở trước đội tuyển Philippines thì tôi cũng có thể hiểu và thông cảm được cho những cảm xúc của các cổ động viên Indonesia trong thời điểm vừa qua thôi. Nhưng rõ ràng nếu nhìn tổng thể chúng ta biết rồi, chúng tôi cũng chẳng cần nhắc đến nó có việt vị hay không hay là có cái vấn đề gì như thế nào thì chăng nữa, nhưng những người trong cuộc kể cả huấn luyện trưởng của đội tuyển Philippines còn chẳng thấy nói gì đến tình huống việt vị hay là như thế nào thì tôi nghĩ rằng không đến lượt các cổ động viên của Indonesia họ lên tiếng, họ vào cuộc để yêu cầu là phải đá lại, yêu cầu phải hủy bỏ, rồi nói rằng là Việt Nam chúng ta chơi xấu, cầu thủ số 12 thiên vị vân vân, rất nhiều thứ. Cổ động viên của Indo có quyền ở cái cú, bởi vừa qua thì rõ ràng là với việc là họ thất bại trước đội tuyển Iraq thì cái trận đấu cuối cùng sẽ là một trong áp lực cực kỳ khủng khiếp dành cho thầy trò ông Shin Tae-yong. Bởi nếu như vừa qua họ có được một trận hòa hoặc tốt hơn nữa một chiến thắng thì trận đấu cuối cùng họ cũng sẽ kê cao gối để mà ngủ thôi. Nhưng với việc thất bại thì họ vẫn sẽ phải chờ đợi cái lượt đấu cuối cùng. Mà chính bản thân của ông Shin Tae-yong vừa qua ấy, chúng ta đều biết là ông ấy cũng nhận được rất nhiều những cái luồng chỉ trích đến từ chính các cổ động viên của Indonesia. Những cái bình luận rồi những cái hashtag ví dụ như là Shin Tae-yong out đã xuất hiện rất nhiều. Và họ cho rằng là hiện nay có lẽ là phải sa thải ông Shin Tae-yong vì dường như cái lối chơi mà ông Shin Tae-yong đưa ra nó là quá hời hợt và không đủ giúp cho bóng đá của Indonesia có thể có những thành công. Đó là rất nhiều bình luận, nếu như quý vị và bạn có thể đọc thì quý vị bạn sẽ thấy được thôi. Thế nên là với trận đấu cuối cùng, hoàn toàn thấy cho ông Shin Tae-yong có thể sẽ bị sẩy chân trước đội tuyển Philippines, giống như những gì mà họ đã để hòa với tỷ số 1 đều trước chính đội bóng này ở trong trận đấu lượt đi, và đó sẽ là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Còn kính thưa quý vị, liên quan đến bóng đá của Việt Nam chúng ta thì những tờ báo của Thái Lan cũng đã có những bài viết và họ lại trầm trồ trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Bởi một tờ báo Nhật báo của Thái Lan, đó là tờ Siam Sport, đã đưa tin vào trận đấu và đặt một cái dòng tít như thế này: Việt Nam hồi sinh ngoạn mục ở phút bù giờ, giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Philippines để nuôi hy vọng vào vòng đấu tiếp theo. Phạm Tuấn Hải trở thành anh hùng, ấn định chiến thắng với tỷ số 3-2 cho Việt Nam. Những chiến binh sao vàng họ đã có được 6 điểm và chỉ kém 1 điểm so với Indonesia. Họ vẫn còn hy vọng đi tiếp khi mà đối đầu với Iraq trong tuần tới. Nhiệm vụ của Indonesia dễ dàng hơn khi chỉ phải đối đầu với đội bóng đã bị loại thôi. Đó là những gì mà Thái Lan có trầm trồ về cái chiến thắng vừa qua trước đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Philippines. Thực sự thì tôi nghĩ rằng là Thái Lan họ trầm trồ cũng đúng thôi, bởi đó là một chiến thắng nghẹt thở mà. Bởi cá nhân chúng tôi thì cũng nghẹt thở, tim của chúng tôi thì cũng đập thình thịch, đau tim, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta vẫn được hưởng cái niềm vui chiến thắng, một điều rất tuyệt vời rồi. Còn với các cổ động viên của Indonesia, xin nhắc lại một lần nữa rằng tôi rất thông cảm và thấu hiểu cho cái sự cay cú của họ khi mà chứng kiến đội tuyển Việt Nam có một chiến thắng nghẹt thở ở trong những giây phút cuối cùng, còn đội bóng của họ thì lại nhận một thất bại, phải không ạ? Và đó là một số những thông tin chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong cái phần thông tin ngày hôm nay. Còn quý vị và bạn có suy nghĩ như thế nào về thông tin này thì có thể để lại cho chúng tôi tiếp tục một chia sẻ của quý vị và bạn ở phần dưới video ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.